Thì u vùng hàm mặt thì nó cũng giống như các u ở các cái cơ quan khác của cơ thể, nó chia làm u lành, u ác. Thì trong các cái u lành tính vùng hàm mặt mình hay gặp nhất là u máu. Thế thì cái u máu này thì hiện tại người ta chia là hai loại. Một là u máu thực chất là u máu, tức là người ta gọi là, nói đúng hơn đúng là u máu thể bao mặt. Người ta rất khó để diễn tả. Thứ hai, cái phân loại thứ hai là dị dạng mạch. Thì cái u máu mà u máu thể mao mạch thì thường là nó xuất hiện bẩm sinh, và cái dị dạng mạch thì thường nó là phát sinh trong đời sống sinh hoạt. Cái u máu mà bẩm sinh ý, thường nó cái tác hại của nó ít hơn, và nó lại có cái chiều hướng là nó thoái triển hoặc là ngừng phát triển khi mà bệnh nhân đến cái lứa tuổi trưởng thành. Thế nhưng mà cái u máu, tức là cái dị dạng mạch thì nó lại phát triển không ngừng, và có những cái trường hợp mà tôi đã gặp, tức là toàn bộ cái phần tĩnh mạch nó biến thành động mạch, nó có cái sự lưu thông giữa động tĩnh mạch, nó hình thành các cái mạch nối tân sinh, đâm ra là bệnh nhân các cái mạch máu của bệnh nhân nó càng ngày nó càng sưng phồng ra, và cái nguy cơ chảy máu nó rất lớn. Mà khi mà gặp những cái trường hợp này thì điều trị nó sẽ rất khó, bởi vì không biết là cái mình cắt hoặc là mình thắt mạch ở vị trí nào thì nó mới tốt, bởi vì toàn bộ các cái mạch máu ở vùng hàm mặt nó dị dạng, nó biến, nó có các cái vòng nối, ví dụ nó cắt ở đây nó lại xảy ra dị dạng ở các cái mạch khác. Thế thì cái u máu mà do dị dạng mạch thì hiện tại thì cũng chưa có cái phương pháp điều trị triệt để. Đây là một số các cái phân loại trên lâm sàng của u máu. Cái này thì hầu như là các bạn đọc sách cũng có, các bạn u máu thể phẳng, u máu thể gồ, thể dưới da, u máu thể động tĩnh mạch, hoặc là u máu ở trong xương nào. Như đây là cái u máu thể phẳng. U máu thể phẳng này thì cái rõ nhất là cái bề mặt của u làm sao? Nó phẳng so với cả da xung quanh. Ranh giới thì như nào? Ranh giới thì thường không rõ. Và nó có cái sự phát triển của cái khối u lan ra toàn bộ các cái vùng bề mặt của cái cơ thể. Và hay gặp nhất thì đó là cái này là u máu thể, tức là cái u máu thể mao mạch, nhưng ra là nó thường là bẩm sinh. U máu thể thể gồ hay thể cụ, thì đây thì các cái mạch máu gồ lên trên so với cả bề mặt da xung quanh, đúng không? Và cái triệu chứng lâm sàng thứ nhất là khi mà mình ấn tay vào cái khối u thì nó có cái sự người ta gọi là xẹp, bóp xẹp, tức là ấn vào thì nó xẹp xuống, nhưng mà một lúc khi chúng ta thả tay ra thì nó lại chảy ra. Thì nếu u máu thể gồ này chúng ta có thể gặp ở bất kỳ vị trí nào, có thể ở da này, có thể ở môi, có thể ở niêm mạc má. Đây là một số hình ảnh về dấu vật. Đây là cái u máu mà nó thể hiện các cái đặc trưng rõ nhất của cái u máu. Đây là người ta gọi là u máu thể động tĩnh mạch. Nó có các cái triệu chứng đặc trưng của u máu. Thứ nhất là triệu chứng bóp xẹp, bóp vào thì nó xẹp, thả tay ra một lúc thì nó lại căng trở lại. Thứ hai là
cái vùng da trên khối đuôi nó làm sao? Nó nóng hơn so với cái vùng da xung quanh. Khi mà chúng ta sờ vào thì có dấu hiệu bạch đầu. Ngoài ra nếu mà để u tiến triển lâu thì nó có các cái lắng đọng, các cái hạt canxi ở trong ngọc của u. Thế khi mà chúng ta sờ vào thì có dấu hiệu đục rồi. Một trong những cái thể u máu mà nó tương đối là nguy hiểm và phải để ý trong cái tháng đấy là u máu trong xương hàm. Thế thì cái u máu trong xương hàm này thì nó gây ra các cái triệu chứng, đầu tiên là nó sẽ ê uất và lung lay một nhóm răng. Tiếp theo là các cái răng đấy thì bị đẩy lệch ra khỏi vị trí của khung răng bình thường. Dấu hiệu tiếp theo nữa là có cái dấu hiệu chảy máu ở kẽ hoặc là ở trên răng. Thì chính ba cái triệu chứng đầu tiên này dẫn đến nếu mà một bác sĩ răng hàm mặt mà không có các cái kiến thức về khối u ở trong xương hàm sẽ cho quyết định nhổ răng, đúng không ạ? Răng lung lay này, đẩy lệch này, có chảy máu này, đúng không? Tức là nó rất gần với cả một trong cái bệnh lý hay gặp, người ta gọi là viêm quanh răng. Nhổ răng một cái thì sao? Thì chảy máu không cần. Có những cái trường hợp nhổ răng xong một cái máu nó phun lên tận trần nhà và không thể cầm được ở phòng cấp cứu, bắt buộc phải đưa vào phòng mổ thắt mạch, sau đấy thì cắt xương hàm, cắt cái khối xương hàm mà nó chứa cái khối u đấy. Thì đây là một số các cái phương pháp điều trị của cái u máu thôi, thì các bạn đọc thêm ở trong sách. Có thể chiếu tia này, áp lạnh này, đốt laser này, hay gặp nhất là tiêm sơ, tức là tiêm các cái tổ chức laser hóa trực tiếp vào cái u máu, rồi thắt mạch, nút mạch, cái phẫu thuật bao giờ cũng là cái biện pháp sau cùng. Cái u thứ hai là u bạch mạch. Thì gọi là u nó không phải nó hiện tại thì theo tổ chức y tế thế giới người ta gọi là dị dạng bạch mạch. Bởi vì sao gọi là dị dạng? Bởi vì u bình thường bao giờ nó cũng có xu hướng ác tính hóa. Thế nhưng mà trong cái u bạch mạch hay là dị dạng bạch mạch thì không bao giờ ác tính hóa, mà nó chỉ hoàn toàn là cái tăng sinh lành tính rồi xâm lấn tại chỗ của tổ chức bạch mạch. Cái này về các bạn học thì u bạch mạch thì nó có 3 thể. Đây là cái hình ảnh hay gặp nhất là ở lứa tuổi trẻ em, bởi vì lúc đấy là cái hệ thống bạch huyết và bạch mạch nó rất nhạy cảm và cái đáp ứng miễn dịch nó chưa hoàn toàn đầy đủ. Thế thì u bạch mạch thứ nhất là thì khối u này rất là to, thường ở cùng nó có chứa nhiều các cái hạch huyết và hay gặp nhất là vùng dưới hàm, đúng không? Sờ thì da ở trên khối u hoàn toàn bình thường, không nóng, ấn thì không đau, ranh giới thì không rõ ràng. Thế thì cái u bạch mạch này điều trị như thế nào? Điều trị rõ ràng các bạn nhìn một khối u to như này, điều trị nó sẽ rất khó khăn đấy. Hiện tại thì trên thế giới thì nó có cái phương pháp điều trị thì bản chất của cái u bạch mạch này thì trong lòng các cái khối u to như này nó có các cái khối u nhỏ, nó trong các khối u nhỏ đấy thì nó chứa cái dịch bạch huyết và xung quanh cái dịch bạch huyết đấy nó có tổ chức bạch mạch, nó là lớp như kiểu lớp màng. Thế thì chúng ta nếu mà chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta phẫu thuật thì rõ ràng cắt rất là khó các cái tổ chức này, nhưng mà hiện tại thì người ta có cái biện pháp người ta gọi là tiêm sơn. Tiêm sơ là như thế nào? Thì đầu tiên là người ta phải có siêu âm trong phòng mổ. Thì khi mà đưa vào phòng mổ thì người ta sẽ siêu âm để tìm ra các cái ổ dịch bạch huyết.
Sau đấy chúng ta dùng kim lừa, chúng ta đâm vào các cái ổ bạch huyết và chúng ta hút hết các cái dịch bạch huyết ra. Sau khi mà chúng ta hút hết các dịch bạch huyết thì chúng ta lại tiêm ngược trở lại cái chất gây sơ hóa, cái chất gây sơ hóa mà tại hay hay dùng, nó là một loại kháng sinh để nó cũng ức chế cái sự biến chủng của cái khối u. Khi mà gây sơ hóa thì toàn bộ cái khối u này nó sẽ bé lại rất là nhiều và nó có cái ranh giới rõ ràng. Khi mà đã có ranh giới rõ ràng thì cái phẫu thuật thứ hai nó diễn ra rất nhiều. Đấy là u bạch mạc. Thì đấy là một số các cái u mà phần mềm hay gặp. Cái u lợi thì bản chất nó là cái do chúng ta không điều trị viêm lợi, nên đâm ra nó có cái sự tăng sinh của các cái tổ chức hại ở lợi, nên lâu thì sẽ dần hình thành khối u. Bản chất của khối u này là tổ chức hại, và cái tổ chức hại thì các bạn biết rồi, đặc điểm là rất dễ gây gì, chảy máu. Nên là khi mà bởi vì gây chảy máu như thế, nên là nhiều lúc nếu mà chúng ta cắt ở trên ghế răng thì các cái biện pháp nó không đầy đủ. Nhiều lúc nếu mà u to ở các cái vị trí khó thì chúng ta đưa vào phòng mổ có cái răng điện thì cắt dễ. Đấy là một số các khối u phần mềm ai hay gặp ở mặt. Khi chúng ta đi vào các cái khối u mà hay gặp ở xương, thế thì cái nguồn gốc của các khối u mà hay gặp ở xương hàm của mặt thì 70% là nguồn gốc là do các cái tế bào tạo nên răng, tức là nguồn gốc do răng 70%. Thế thì cái u mà hay gặp nhất mà do răng đấy, người ta gọi là u nguyên bào tạo men, hay còn gọi là u men. Thế thì sau khi mà hình thành nên men răng, các cái nguyên bào tạo men nó rơi ngược trở lại trong xương hàm. Và một nguyên nhân là đấy có thể do quá trình mọc răng này, rồi viêm nhiễm nó kích thích các cái tế bào nguyên bào tạo men nó hình thành bất thường và nó phát triển nên u men. Thế thì cái u men này thì thứ nhất đầu tiên nó là u lành tính phát triển trong xương hàm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không phát hiện kịp thời và chúng ta không điều trị thì đây, thì khi mà u to ra nó sẽ đẩy phồng xương hàm, gây biến dạng mặt. Khi mà đẩy phồng xương hàm như thế thì đó là nó sẽ đẩy phồng các cái ngách tiền đình cả mặt trong và mặt ngoài của xương hàm. Và cái u men này thì 80% là lợp ở xương hàm dưới. Thì đây là cái hình ảnh mà cái u men nó phá hủy xương hàm. Và nó gây ra cái gì đó? Tiêu dịch. Tức là cái tế bào u nó phá hủy tiếp vào các cái tế bào men răng, xương răng, gây tiêu trên răng, gây gì đẩy cái răng đấy ra sao, nó cao lên trên nó lệch, tức là đẩy răng ra khoảng vị trí đúng chưa. Khi tiêu này thì rõ ràng là răng nó sẽ không lành. Một cái u mà hay gặp trong xương hàm nữa cũng rất đáng để quan tâm, người ta gọi
u răng. U răng thì bởi vì sao gọi là u răng? Đáng lẽ khi mà hình thành và phát triển răng thì trong cái quá trình đấy nó xảy ra một cái biến cố đột ngột, thế đâm ra cái răng đấy nó sẽ không hình thành một cách bình thường. Nó sẽ xảy ra hai xu hướng. Một là cái răng đấy tự nhiên nó phân chia thành nhiều răng khác thì người ta gọi là u răng đa hợp, tức là trong cái khối u đấy nó gồm rất nhiều các cái răng con. À, cái xu hướng thứ hai thì các bạn biết rồi, bao giờ răng nó sẽ có hình thành từ tủy răng, đúng không ạ, ngà răng, men răng, có một cái sự phân lập của cái ba cái quá trình hình thành đấy. Thế nhưng mà bất thường thì nó sẽ ba cái sự hình thành nó trộn lẫn lại với nhau, nó hình thành cái u răng phức hợp, ba cái khối đấy nó hòa thành một cái cục, không phân biệt đâu là men răng, ngà răng, tủy răng. Thế thì cái triệu chứng mà để giúp cho chẩn đoán sớm của cái u răng đấy là gì, theo bạn là gì? Đấy là một là răng mọc chậm, bởi vì đáng nghĩa là hình thành răng đúng không, nhưng mà cái răng đấy nó lại hình thành lên một cái khối u, thế đâm ra là đương nhiên là cái vị trí của cái răng đấy nó sẽ thiếu răng đúng không, thế thì nó sẽ xảy ra hai, một là đến lứa tuổi mọc răng nhưng răng đấy không mọc mà vẫn còn răng sữa, thứ hai là răng sữa rụng rồi nhưng mà răng đấy không mọc, người gọi là thiếu răng. Thì cô thì cái triệu chứng mà để giúp ta chẩn đoán sớm chính là cái triệu chứng này. Ví dụ như các bạn 2-3 tuổi rồi đúng không? Nó không thấy răng 6 mọc, không thấy răng 7 mọc, nên đi chụp phim để xem. Đấy là một số các cái u lành hay gặp. Nhưng còn đây là cái ác tính hay còn gọi là ung thư. Thì ung thư của màng mặt thì hay gặp nhất là ung thư biểu mô. Thì cái ung thư biểu mô này nó thể hiện ở hai cái tổn thương chính. Một là sùi, hai là loét. Thì bất kỳ một tổn thương sùi loét nào xảy ra ở vùng niêm mạc miệng nếu dài quá 2 tuần thì chúng ta nên đến bác sĩ chuyên khoa răng họng để khám và chẩn đoán. Cái loét thì hay gặp nhất là gì? Nhiệt liệm hay còn gọi là ví dụ như hét bét, rất hay xảy ra các cái đốm loét ở niêm mạc miệng. Nhưng mà nếu mà cái đấy thì nó chỉ 5-7 ngày, chúng ta sử dụng các cái kháng sinh này, vitamin bổ sung thì nó sẽ hết. Nhưng mà nếu cái loét đến càng ngày nó càng lan rộng, đau nhiều, có thể có chảy máu, gây ảnh hưởng đến ăn uống, diễn biến trên 2 tuần thì phải đi khám. Thì đây là một số các cái hình ảnh của các cái tổn thương ác tính ở niêm mạc miệng. Thì cái các cái hình ảnh này nó tương đối là nó rõ ràng và thể hiện đúng cái bản chất ác tính của các cái tổn thương. Đây là cái hình ảnh mà khi mà cái tổn thương ung thư nó lan xuống xương hàm gây nên cái sự tiêu xương nham nhở của xương hàm. Điều trị thì nó cũng giống như cái điều trị của các cái tổn thương thứ khác thôi. Một số các
ung thư ở vùng miệng. Đây là cái lưỡi đường ruột cong lên đấy. Ung thư tế bào đáy hay gặp ở da và ở người già. Ung thư tế bào mạch niêm mạc mình. Rồi thôi, cái bài của tôi hôm nay thì đây là kết thúc.